Xin kính chào quý vị và các bạn. Các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu sự chi phối của áp cao lạnh lục địa phía Bắc nên thời tiết phổ biến là ít mưa, ngày còn nắng nhẹ với nhiệt độ ngày đêm phổ biến là 18 đến 29 độ về đêm và sáng trời xe lạnh. Tại miền Trung, do tác động của nhiễu động gió đông nên thời tiết tại các tỉnh Thanh Hóa đến khu vực Thừa Thiên Huế sẽ có mưa rào và rông rải rác. Từ chiều tối mai có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm nên nhiệt độ cao nhất tại đây là 27 đến 30 độ, có nơi cao hơn. Khu vực Đà Nẵng đến Ninh Thuận Bình Thuận ngày còn nắng gián đoạn, mưa rào và rông rải rác chủ yếu xuất hiện về chiều và tối. Nhiệt độ trưa chiều tại khu vực này ít biến động, dao động ở mức là 30 đến 33 độ. Lùi xuống phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cho đêm nay phổ biến có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có thể tiềm ẩn tố lốc và gió giật mạnh. Sang ngày mai, hai khu vực này đều có nắng với mức nhiệt độ trưa chiều tại Tây Nguyên là 28 đến 31 độ, còn tại khu vực Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ. Đến với biển Đông, Khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa giảm xuống ở mức là 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Còn tại khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa giảm xuống ở mức là 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Thời tiết tại thủ đô Hà Nội, Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời xe lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ.